Hi, xin trân trọng kính chào quý vị. Và hôm nay mình rất là phấn khởi khi chúng ta gặp nhau ở một cái clip để giới thiệu về cái mặt sau của sản phẩm KC115AB một cách kỹ lưỡng hơn, và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu là vì sao nhà sản xuất lại thiết kế một cái trụ lưng đàn nó hình thẳng là sole thế này quý vị nha. Ok, và điểm đầu tiên là KC115 là một sản phẩm thuộc entry level, tức là dòng nhập môn, và cực kỳ phù hợp cho nhất là các đối tượng là mới học và họ là các giáo viên cũng có thể là chọn lựa một cái đà cho chúng ta. Và ngoài ra thì Color Campbell là một thương hiệu được thành lập từ năm 1896, rất là lâu đời, thuộc của Mỹ. Và ở phía sau lưng của đàn chúng ta có thể thấy là có rất là nhiều cái logo về thương hiệu bia đàn Westlaw, rồi bộ máy nỉ cao cấp, rồi các cái nguyên vật liệu từ Canada, từ Mỹ và nhiều quốc gia khác. Thì nếu quý vị có thể xem lại các clip trước, mình đã giới thiệu rất là kỹ về vấn đề này. Và trong cái clip này chúng ta sẽ cùng nhau giải thích vì sao trụ lưng đàn lại thiết kế sole như vậy nha. Quý vị thấy Color Campbell KC115 có chiều cao là 115cm. Thì với kích thước body thùng đàn như vậy thì chúng ta sẽ có một cái chất lượng âm thanh, nó sẽ theo cái khuynh hướng là sẽ thiên về treble nhiều hơn là tiếng bass, tức là nó sẽ thiên về cái tiếng cao nhiều hơn là cái tiếng trầm. Cho nên nhà thiết kế đã thiết kế ra các cái trụ sắp xếp như sau. Về phần khuất quãng cao, phần treble, thì nhà thiết kế đã dùng chỉ hai trụ mà thôi, và họ tập trung vào các cái quãng cao như thế này để làm chi ạ? Để cắt đi những cái tần số âm thanh mà có thể gây ra chúng ta cái tiếng chói tai, và rất đơn giản phải không nào. Cho nên chính vì hai cái trụ này sẽ giúp cho cái phần quãng cao của KC115 nghe rõ ràng hơn, rõ nét hơn mà không bị chói tai gì cả. Về phần bass, quý vị thấy là Color Campbell thiết kế chỉ duy nhất một cái trụ mà thôi, thì điều này giúp cho cái phần bass của cây đàn được phát ra lực hết mức có thể. Vì sao ạ? Bởi vì với cái thước thùng đàn như thế này, tiếng bass của nó có thể là nó sẽ kém hơn cái tiếng treble, cho nên họ thiết kế hai trụ phía trên để cắt đi những phần có thể gây chói tai và làm cho tiếng treble long lanh hơn, rõ nét hơn, và một trụ phần bass để cho tiếng bass phát ra lực hết mức có thể, thì chúng ta sẽ có một cây đàn có âm thanh bass treble được cân bằng. Và mình sẽ gọi thiết kế này là thiết kế trụ đàn thông minh của KC115AB. Và ngoài ra, đây là một cái thiết kế cực kỳ độc đáo và chất lượng. Bởi vì sao? Bởi vì ở cái phân khúc tầm khoảng là 60 triệu đồng, chúng ta sẽ có những cây đàn ở cái chiều cao thấp hơn. Ví dụ là cao chỉ khoảng là 109, 110cm chẳng hạn. Thì với như vậy, chúng ta rõ ràng thấy cái lợi thế nó nghiêng về KC115 rồi, đúng không nào? Và nhiều khi những cái sản phẩm khác trong cái phân khúc 60 triệu đồng này, họ còn không thiết kế luôn cả trụ lưng đàn nữa. Và điều này dẫn đến sao ạ? Cái kết cấu của cây piano nó sẽ không có, trụ lưng đàn này sẽ yếu hơn, nó không có vững chãi. Và về lâu về dài, khi mà chúng ta đàn rất là nhiều với cái cường độ liên tục thì sẽ dẫn đến dễ bị nứt các cái sớ gỗ. Và với KC115 vừa thiết kế là 5 trụ cực kỳ vững chắc, vừa thiết kế sole, thì chúng ta sẽ có một sản phẩm vừa âm thanh vừa cân bằng chất lượng, vừa có độ bền cực cao. Và một điều nữa là khi mà thiết kế trụ lưng đàn này, thông thường thì các cái sản phẩm mà có thể là thuộc cái phân khúc nhập môn á, entry level á, là nhiều khi là trụ rất là cái bề ngang, quý vị, nó tầm khoảng là 6-7cm thôi. Nhưng riêng KC115 này thiết kế trụ đến khoảng 10cm. Thì đây là một cái thiết kế mà nhà sản xuất rõ ràng rất là chăm chút cho khách hàng, và quý vị có thể an tâm về một cái sản phẩm mà giúp cho chúng ta vừa mới bắt đầu bước vào cái việc học piano nó dễ dàng hơn, nó chất lượng hơn. Và đây là một sản phẩm mà Viettel Music phân phối trên toàn hệ thống. Quý vị có thể tìm hiểu trực tiếp tại showroom
Và quý vị có thể gửi comment cũng như là các cái câu hỏi thắc mắc trên fanpage của Việt Thương hoặc là YouTube của Việt Thương. Và quý vị nhớ bấm like và subscribe để chúng ta có thể kết nối với nhau nhiều hơn, và để Bình cũng như là Việt Thương Music sẽ đưa ra những thông tin bổ ích để giúp cho quý vị bước vào cái việc học piano nó dễ dàng hơn và nó thú vị hơn. Xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị một ngày thật tốt lành. Thank you.